Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Zantalon 6 được trang bị bộ chuyển động Shimano DOG khung nhôm, một thương hiệu Zan mà nó đã quá quen thuộc với tất cả các bác chơi xe. Dòng Zantalon này là dòng xe giá rẻ mà mang cấu hình cao. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ khung của chiếc xe là từ nhôm thương hiệu Zan, một thương hiệu nổi tiếng về cái độ làm khung xe đạp này là tốt nhất thế giới. Được trang bị bộ cấu hình chuyển động Shimano DOG. Và phía trước Shimano DOG nó hơi tối, nó không thấy được cả chữ. Ở trên tay lái thì chiếc xe cũng được trang bị đôi tay bấm Shimano DOG và đôi phanh dầu của Shimano. Xe là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng và nhà đi theo xe của Gian, lốp là 26 inch. Đồ đĩa Shimano bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 40 cm, từ khóa cổng yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m58, 1m59 đến khoảng 1m70 thì là phù hợp. Trang bị 10 tầng lít và 3 tầng đĩa và 30 tốc độ chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Xe tổng thể nó rất là mới. Và chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 8 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất của những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.